Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Kế tiếp là của môn vật lý một này thì chúng ta sẽ bắt đầu học cái chương 16 nha các bạn. Thì cái chương này là chúng ta nói về cái chuyển động của sóng, cái quá trình mà lan truyền của sóng. Thì các bạn thật ra cái này là thầy sẽ nhắc nhanh thôi, nên là cái chương này có thể nó cũng sẽ kết thúc sớm. Khi các bạn học ở phổ thông đó, các bạn học có những cái loại sóng nào các bạn nói thầy nghe xem. Sóng dọc, sóng ngang. Phân loại thì chúng ta có là sóng dọc, sóng ngang, chính xác. Rồi nếu như phân loại ra sóng loại sóng phân loại sóng đó, thì theo cái bản chất đó, theo bản chất ở đây là theo cái môi trường truyền đó, thì các bạn có cái sóng gì? Sóng cơ học Sóng hoặc là cơ, sóng âm, sóng điện từ, dạ sóng ánh sáng. sóng ánh sáng, rồi sóng cơ chính là sóng âm, sóng mặt nước cũng là sóng cơ. À, như vậy chúng ta sẽ phân vào hai loại là sóng cơ học và sóng điện từ ha. Đó, xét về cái bản chất mà chúng ta cần phải xét môi trường truyền. Thì đối với sóng cơ thì nó cần có môi trường truyền phải không? Còn sóng ánh sáng có cần môi trường truyền không? Sóng sóng điện từ nó cần môi trường truyền không? Không không các bạn, nó truyền được trong chân không mà, ánh sáng nó thể truyền từ mặt trời về đây mà, thấy không? Nó vẫn truyền được trong chân không, không cần môi trường truyền. Rồi trong quá trình truyền sóng thì đây là những cái ví dụ mà truyền sóng thì chúng ta quá quen thuộc với học lớp 12 rồi, thành ra là chúng ta lướt nhanh qua thôi. Thì đối với quá trình truyền sóng thực ra nó là quá trình truyền dao động. Quá trình truyền dao động thì các bạn có cái phương trình dao động điều hòa rồi. Đây, phương trình dao động điều hòa là phương trình thay đổi của biên độ dao động. Được chưa? Biên độ dao động y y bằng a cos hay a sin gì nó đều như nhau cả. Tùy thuộc vào thích chúng ta thích biểu diễn bằng phương trình a cos omega t cộng phi hoặc là a sin omega t cộng phi đều được cả. Thì khi đó khi chúng ta chuyển từ cos sang sin thì nó sẽ phải sai khác nhau nửa pha. Sai 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 khác nhau, sai khác nhau một góc là BG2. BG2 tức là 1/4 pha thôi. Rồi khi mà chúng ta xét cái quá trình truyền á, thì chúng ta sóng chúng ta cũng có cái vận tốc dao động. Vận tốc dao động thì bạn cứ lấy đạo hàm. Bạn lấy đạo hàm đây là tại đây. Ta có cái vận tốc dao động. Vận tốc dao động và gia tốc dao động thì bạn cứ lấy đạo hàm của cái phương trình dao động, bạn ra được là vận tốc dao động và gia tốc dao động. Tuy nhiên vận tốc truyền sóng lại là khác nhé. Đây vận tốc truyền thống, trong quá trình truyền dao động chúng ta vẫn có cái vận tốc truyền sóng. Vận tốc truyền sóng là vận tốc nó nằm ở trong cái biểu thức pha của phương trình. Được chưa? Nằm trong biểu thức pha đó. Được chưa? Rồi các bạn cũng có vận tốc truyền sóng thì nó bằng là nó chính là chúng ta có thể tính được là quãng đường sóng đi được trong chu kỳ, cái quãng đường mà sóng đi được trong chu kỳ này nè, chúng ta gọi nó là bước sóng nào phải không? Thì bước sóng mà các bạn chia cho có nghĩa là sau một chu kỳ thì mọi thứ nó được lặp lại. Đúng không? Là bước sóng đó, chúng ta lấy bước sóng là quãng đường chia cho thời gian là chu kỳ, chúng ta sẽ ra được vận tốc truyền sóng. Rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ ra được vận tốc truyền sóng và khi đó các bạn có thể biểu diễn cái biểu thức sóng theo nhiều cách. Chúng ta cứ viết ra rồi biểu thức tương đương chúng ta thế vào thôi. Cái này thì những cái này thì các bạn quá học khá nhiều, học rất nhiều và như hầu như học rất kỹ ở lớp 12 rồi. Rồi đối với sóng thì chúng ta cũng có học cái khái niệm về tần số vân vân. Các bạn xem thêm những cái đó các thầy. Rồi các bạn xem thêm cho thầy nha. Có lẽ cái phần này chúng ta đi phải nhanh. Rồi đối với truyền sóng nó cũng có năng lượng dao động, không? Có năng lượng truyền sóng. Năng lượng thì chúng ta cũng có thể có động năng hoặc thế năng.
Thì ở đây thế năng bữa trước thì chúng ta có nói về cái thế năng đàn hồi của da của con lắc lò xo đó, thì trong cái quá trình dao động thì cũng có thể có thế năng. Thì thông thường trong một cái bài toán dao động mà các bạn học ở phổ thông đó, thì các bạn học hai cái loại dao động mà nó đặc sắc nhất, như là dao động của con lắc lò xo với dao động của con lắc đơn. Chúng ta thường hay học hai cái loại dao động đó. Thì nhưng mà ở đây đó chúng ta học là cái quá trình lan truyền dao động. Thì quá trình lan truyền dao động này thì các bạn có thể tưởng tượng là nó tương đương với quá trình là truyền đi của sóng mặt nước, hoặc truyền đi của cái sự sóng dây đàn lúc nãy mà thầy các cái slide trên thì cho các bạn xem. Thì quá trình truyền đi này thì năng lượng cũng phải được truyền đi, năng lượng phải truyền đi, và truyền đi ở dạng là động năng và thế năng, có nghĩa là truyền đi ở dạng cũng dạng là cơ năng như các bạn. Rồi phương trình truyền sóng chúng ta có thể viết là dạng là phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp 2. Đối với sóng phẳng thì là gì, là sóng mà có mặt sóng là những mặt phẳng ha. Thì cái phương trình truyền sóng đây là một trong những cái phương trình vi phân khá hay mà các bạn học sau này, các bạn học tới phần toán đó, phần toán các bạn học giải các phương trình vi phân thì các bạn sẽ gặp nó. Thì các bạn hãy nhớ là khi mà sau này các bạn đụng tới các cái phần toán mà giải phương trình vi phân đó, thì chúng ta cũng biết là chúng ta đã được nhắc tới cái phương trình vi phân là liên quan tới quá trình truyền sóng. Thật ra cái bài toán các nhiều rất nhiều bài toán phương trình vi phân là nó được nó xuất hiện là do nhu cầu từ bên vật lý. Ví dụ như người ta cần xét cái bài toán truyền sóng, người ta xét cái bài toán truyền nhiệt, thì đó các bài toán đó thì khi cái phương trình thành lập ra nó là cái phương trình vi phân dạng như thế này đây các bạn, nó phương trình dạng như thế này. Và bên toán thì người ta giỏi, người ta giải tuyệt vời, người ta đề xuất ra rất là nhiều cái để mà chúng ta giải phương trình vi phân, và vật lý mình lại sử dụng các cái cách đề xuất đó mình lại ứng dụng vào cho các hiện tượng vật lý. Còn không, nếu như ai mà đi sâu về toán lý thì chính những người làm sâu về toán lý là giải những cái phương trình vi phân này. Thì thật ra đây là phương trình vi phân dạng cơ bản, nó đã có cái công thức và phương pháp giải rồi. Thì chúng ta học tới cái phần toán cao cấp mà có giải phương trình vi phân thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn. À. Ok, như vậy toàn bộ ở cái chương này đó nó chỉ có mỗi cái duy nhất là cái chỗ phương trình vi phân xuất hiện, cái phương trình vi phân là phương trình đặc trưng cho cái phương trình truyền lan truyền của sóng phẳng, và mỗi phương trình này là nó khác với những cái gì bạn học ở phổ thông thôi, còn lại bạn đã học hết rồi nha. Thành ra là nó sẽ không có quá khó khăn cho chúng ta khi mà tiếp cận phần này. Và bởi vì cái phần này các bạn học quá nhiều rồi, thành ra là cái trọng số của cái phần này so với những cái phần khác nó sẽ nó, cái phần này cũng như cái chương 14 đó, nó sẽ thấp hơn so với trọng số những cái phần khác, những cái phần khác quan trọng hơn. Nên các bạn lưu ý cái đó cho thầy. Rồi các bạn có hỏi gì không? Chắc cái phần này không ai hỏi gì đâu.